Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên để cùng cập nhật những tin tức thời sự Hưng Yên, tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 27 năm thực hiện biên soạn, phát hành và sử dụng bản tin thông báo nội bộ tỉnh Hưng Yên 1997-2024, 35 năm khai thác sử dụng bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương 1989-2024. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên chủ trì hội nghị. Bản tin thông báo nội bộ tỉnh Hưng Yên là tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ và công tác tuyên truyền miệng tại Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Từ tháng 1 năm 1997 đến hết tháng 3 năm 2024, bản tin đã biên soạn xuất bản được 323 số. Tính đến tháng 3 năm 2024, đạt hơn 8,3 triệu cuốn. Bản tin đã trải qua 4 lần nâng cấp, cải tiến về nội dung và hình thức xuất bản. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy vai trò và hiệu quả của bản tin thông báo nội bộ cũng như tài liệu thông tin sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các cấp ủy đảng các địa phương đơn vị trong tỉnh tiếp tục quán triệt lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh về việc đưa thông tin về cơ sở và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay. Nằm trong các hoạt động thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng ngày 8 tháng 3, đoàn công tác của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ đã về tỉnh Hưng Yên thăm hợp tác xã gà Đông Tảo, Bách Hồng, xã Liên Khê, huyện Quế Châu và bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại bảo tàng tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác được tham quan tìm hiểu các tranh ảnh hiện vật, giới thiệu về những cột mốc lịch sử quan trọng của tỉnh Hưng Yên. Đoàn công tác bày tỏ sự ấn tượng với tiến trình lịch sử và những sản vật bảo vật hiện có của tỉnh Hưng Yên. Qua đây, hình ảnh về một tỉnh Hưng Yên với nền văn hóa phong phú đa dạng, giàu bản sắc dân tộc đã được lan tỏa tới bạn bè quốc tế. Trước đó, đoàn công tác cũng đặc biệt quan tâm thích thú khi được tận mắt nhìn thấy gà Đông Tảo, giống gà bản địa đặc sắc của tỉnh Hưng Yên, được nuôi từ hợp tác xã gà Đông Tảo Bách Hồng, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản đã chúc mừng toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Đồng thời ghi nhận biểu dương những cố gắng nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng cán bộ hội viên phụ nữ các cấp đã có nhiều đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí đánh giá cao các cấp hội phụ nữ đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phân loại xử lý rác thải, quan tâm thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ khó khăn, trẻ mồ côi. Đồng chí đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ, tăng cường đoàn kết gắn bó, thực hiện tốt các nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã đề ra, thực hiện tốt các phong trào thi đua, có nhiều chương trình hoạt động hướng về cơ sở, hỗ trợ hội viên và tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh. Ngày 8 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và cán bộ hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ôn lại truyền thống hào hùng của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế Phụ nữ cùng những công hiến đóng góp của các thế hệ phụ nữ quân đội và điểm lại những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Những năm qua, cán bộ hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào thi đua. Cán bộ hội viên phụ nữ đã hưởng ứng tích cực các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thực hiện có hiệu quả các mô hình và các cuộc vận động do các cấp hội phát động. Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra rất nhiều hoạt động sôi nổi, vui tươi và cũng hết sức thiết thực. Một trong những hoạt động ấn tượng nhất đó là cuộc đồng diện áo dài diễn ra sáng mùng 8 tháng 3 với sự tham dự của 5.000 người. Cuộc đồng diễn áo dài quy tụ đại diện phụ nữ ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề địa phương, độ tuổi tôn giáo dân tộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hưởng ứng chương trình diễu hành còn có nhiều đại biểu nam giới, khách quốc tế cùng tôn vinh phụ nữ, tôn vinh trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. Màn đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vừa là sự kiện chào mừng ngày 8 tháng 3, vừa là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 năm 2024. Thông qua chương trình nhằm lan tỏa tình yêu với áo dài, góp
góp phần đưa áo dài trở thành trang phục quen thuộc của người dân thành phố, đồng thời góp phần đưa áo dài và lễ hội áo dài trở thành sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc sắc của thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Văn Miếu Xích Đằng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, VNPT Hưng Yên tổ chức chung kết cuộc thi Thắp sáng tài năng xứ Nhãn mùa 3. Chung kết Thắp sáng tài năng xứ Nhãn mùa 3 là cuộc tranh tài gay cấn hấp dẫn giữa 4 đội thi đến từ các trường Trung học cơ sở Tân Quang huyện Văn Lâm, Trung học cơ sở Phụng Công huyện Văn Giang, Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Hòa huyện Phù Cử và Trung học cơ sở Dị Sử thị xã Mỹ Hào. Đây là những đại diện xuất sắc nhất sau 17 số vòng loại và bán kết của Thắp sáng tài năng xứ Nhãn mùa 3. Sau 4 phần tranh tài là tài năng xứ Nhãn, xưng danh đất học, giao lưu với học trò xứ Nhãn và sân trường sôi động. Mùa 3 của game show Thắp sáng tài năng xứ Nhãn đã chính thức khép lại với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Nhà vô địch gọi tên trường Trung học cơ sở Tân Quang, huyện Văn Lâm. Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Ngày 7 tháng 3, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ tấn công nhằm vào tàu hàng True Confidence trên Biển Đỏ, khiến 3 người, trong đó có một người Việt Nam thiệt mạng. Trả lời phỏng vấn báo chí đề nghị cho biết phản ứng về vụ tấn công tàu True Confidence trên Biển Đỏ. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Duzaric cho biết đây là diễn biến rất đáng quan ngại. Vụ tấn công nhằm vào tàu True Confidence đánh dấu vụ tấn công gây chết người đầu tiên kể từ khi lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành các vụ tấn công trên tuyến đường hàng hải quan trọng vào tháng 11 năm 2023. Theo thông tin sơ bộ, trên tàu True Confidence có 4 thuyền viên Việt Nam, một thuyền viên tử vong và 3 thuyền viên trong tình trạng sức khỏe bình thường. Các cơ quan đại diện Việt Nam đang tiếp tục liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, xử lý vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã chuyển các tài liệu gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho chính phủ Mỹ tại một buổi lễ tại Washington DC. Đây là bước cuối cùng cần thiết để hoàn tất tiến trình 2 năm xin gia nhập liên minh quân sự này của Stockholm. Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Thủ tướng Thụy Điển, ông Kristersson đã ca ngợi một kỷ nguyên mới mang tính lịch sử trong chính sách an ninh của quốc gia Bắc Âu này. Về phần mình, tại thời điểm tiếp nhận tài liệu từ Thủ tướng Kristersson, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ vui mừng và gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới ông Kristersson và người dân Thụy Điển. Ông nhấn mạnh đây là thời khắc lịch sử của Thụy Điển, của Liên minh quân sự NATO và mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã ca ngợi việc Thụy Điển trở thành thành viên của NATO, đồng thời khẳng định quốc gia Bắc Âu giờ đã có được sự đảm bảo an ninh vững chắc. Một trường trung học tại Ấn Độ mới đây đã giới thiệu giáo viên bằng người máy đầu tiên tại quốc gia này. Cô giáo Iris ngay lập tức đã gây ấn tượng với học sinh khi xuất hiện bởi có thể nói 3 ngôn ngữ và trả lời các câu hỏi phức tạp về nhiều chủ đề. Trường trung học Katy City ở thành phố Thiruvananthapuram, bang Kerala có bước đột phá khi giới thiệu giáo viên trí tuệ nhân tạo AI mang tên Iris. Lần đầu tiên xuất hiện ở lớp học, Iris trong bộ sari tím hồng ngay lập tức gây ấn tượng với học sinh. Iris là robot hình người ứng dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại bang Kerala và trên toàn Ấn Độ. Robot AI này có thể nói được 3 ngôn ngữ, trả lời các câu hỏi phức tạp về nhiều chủ đề. Khi học sinh đặt câu hỏi, Iris sẽ tạo ra câu trả lời gần giống với con người. Kiến thức của Iris cũng rộng hơn so với các công cụ giảng dạy tự động khác vì được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Trong suốt hàng thập kỷ qua, hình ảnh nguyên mẫu của chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản luôn gắn liền với nam giới trong trang phục vest đen. Tuy nhiên, từ năm ngoái, chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida đã đặt mục tiêu đến năm 2030, phụ nữ chiếm ít nhất 30% vị trí điều hành tại các công ty hàng đầu trong nước. Nhằm đạt mục tiêu phụ nữ chiếm ít nhất 30% vị trí điều hành tại các doanh nghiệp hàng đầu vào năm 2030, Nhật Bản đã từng bước hỗ trợ đào tạo phụ nữ để sẵn sàng đảm nhận các vị trí trong ban lãnh đạo cũng như phát triển sự nghiệp. Mới đây, khoảng 25 nhân viên văn phòng là nữ giới đã tham gia một hội thảo do chính phủ tổ chức nhằm phổ cập kỹ năng giao tiếp với các mục tiêu thăng tiến hơn trong công việc. Nhiều người tham gia chia sẻ khát khao trở thành những nhà quản lý, nhưng lại gặp khó khăn khi công ty chưa từng có nữ lãnh đạo hoặc nữ cố vấn ở theo.
Đây chỉ là một trong nhiều sự kiện hội thảo mà chính phủ Nhật Bản tổ chức kể từ năm 2018, với số lượng người tham gia đã tăng gấp 4 lần vào năm 2022, trong bối cảnh nhu cầu đào tạo nghề cho nữ giới ngày càng cao. Trong 10 năm trở lại đây, số lượng nữ giới đảm nhiệm vị trí điều hành cho các công ty thuộc Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản đã tăng 6,2%. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.